nhà cũng được, không cần vô chùa hay gì hết. Coi mang tiền có tham bằng cái với chồng em khỏe mạnh lận đi làm mới là được lâu dài mới nuôi vợ nuôi con được. Dạ. Chứ cũng giả cũng như xã hội có giúp tôi nữa thì cũng chỉ giúp được một vài lần, đúng chứ không ai người ta giúp cho mình suốt cuộc đời mình hoài. Dạ. Dạ em cũng mong cho chồng em có sức khỏe mạnh lận như mình. Dạ, mến chào ông bà cô chú chị các bạn. Hiện tại thì Dương Cầm đang trời đang mưa đúng quý vị. Dương Cầm đang đến chỗ của anh Lào á, bị bệnh phổi á, thì hôm bữa Dương Cầm có đến quay cũng được hai mạnh thường quân ở bên Úc, đó là chị Thanh và chị Nga. Thì hôm nay Dương Cầm đến đi cùng với mấy anh em, đó là anh Phú phía sau cùng Phi Năng, nét đẹp An Giang đã đi đến trước của quý vị. Thì nay mời quý vị cùng theo dõi video ha, để đến hỗ trợ cho anh Lào để trao thần tài. Dạ, kính mời anh bà cô chú thì các bạn. Rồi, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm bữa nhà này nè quý vị, là của anh Lào đã thuê nè, 600 đồng tháng nè. Nhưng bữa nay đi qua bên nhà người quen để ở cho nó mát đó quý vị. Dạ. Rồi, con chào hai chú nha. Dạ. Chào anh nha. Nay khỏe chưa? Đã đỡ không? Đã. À, hôm bữa thì thấy anh cố gắng ống thở á. Bữa nay thì là thấy khỏe ha. Dạ. Mình có uống thuốc gì không anh? Mình mới bệnh viện rồi. Gì hả? Ta có cho thuốc mình uống không? Có. Nè. Yeah. Từng lễ ha. Cho từng lễ ha. Yeah. Rồi từng lễ mình đi khám hay là tự chị đi lấy thuốc? Có rồi, nó nghỉ rồi. Dạ. Yeah. Rồi thuốc nam đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì có tiền thì mình đi nữa, cho người ta cho thuốc yeah. Uống. Lỡ như bữa nay có tiền thì mình đi nữa. Thuốc nam thì mình vẫn uống. Như mình đi mình uống bữa nay thuốc nam mới thuốc kia vậy đó, uống từ từ. Hai cái là nó tỏi với nhau đó. Dạ. Yeah. Ừ, hai cái tây với nam nó tỏi với nhau đó. Nó hợp rồi. Bác sĩ đi tái khám bây giờ nói làm sao? À, hậu Covid. Bị trắng. Mới về cũng không có tiền đâu, xin chữ thập đỏ cho tiền riêng nằm bệnh viện rồi hết tiền rồi mình về. Yeah. Chứ mình đâu có xin người ta được hoài. Bởi vì thì xuống dưới bệnh viện là tiêm một mũi thuốc là 230.000 một mũi. 230 hả? Dạ. Ngày nào nó cũng tiêm cho mình hay gì? Dạ, ngày nào người ta cũng đưa có giấy gì đó thì sao mình mua. À, có nghĩa là đưa giấy mình ra ngoài mua thuốc rồi vô bác sĩ chích giùm. Dạ. Mà mình cái bảo hiểm mình bữa hổm nghe nói là chị có không? Có mà tận nghèo nó chỉ có được 50% chứ không có được như cũng là cũng nghèo. Không, dạ. Bữa hổm nhà bển thì mướn rồi sao bữa nay qua đây rồi? Nhà của ông anh. À. Rồi ổng mệt, nằm ở nắng quá mệt á. Dạ, hả? Bển có nắng hả? Dạ, nắng lúc trưa nó hấp xuống 4 tiếng á. Dạ. Chị nói rồi chuyển ảnh qua đây cho ảnh nằm. À, rất là vui. Rồi ông anh cũng cho qua đây nằm đỡ ha. Dạ. Rồi tới chiều mát cái dẫn anh về bản lợi. À. Mình đi ra đi vô nè con, ngoài tại chỗ với con. Nói nghe không? Đi ra. Anh có đi được không hay là mình anh đi chưa đi được ha? Đi xa quá nó mệt. Ờ, kiểu đi xa mà. Đi 90 phút rồi đi xa nữa. Ở đây đi vô bếp được không? Đúng. Ừ, tại đây qua đó thì cũng gần mà đi được. Dạ, đỡ đi. Phải dẫn. Đúng rồi, yếu mà phải có người dẫn. Bác sĩ kêu giúp mình hết tiền mình xin bác sĩ về. Chứ em hỏi anh mình xin từ thiện ngoài người ta chỉ đi xin cũng như người ta đi xin riêng dân làng được một lần thôi chứ người ta đâu có đi xin ngoài. Đúng rồi, đi ta cũng giúp một hai lần tiền.
hết hết cái số tiền đó rồi thì mình đi về. Thì đau bác sĩ mình đang có thể về mà em xin cho về. Bởi vì mình đâu còn tiền nữa mà nằm. Bữa nói là anh bị phổi phải không? Dạ. Rồi nữa mình có đi hốt thuốc nam á, cái mình nói người ta biết đâu. Ông nói ông không nói ông biết. À, hồi sáng này em mượn xe của người ta đó, chở ổng qua bên Phú Hữu hốt thuốc ông thầy mới nổi đó. Ở bên Phú Hữu mới hốt về đó hồi lúc 10 giờ mấy gì đó. Và cũng đâu có xe nào, mượn xe của người ta rồi mình đi chở ổng đi bệnh hốt. Rồi ổng đâu nhờ mai người ta cho ưu tiên đó, hốt được về sớm chứ mà không mấy là tới chiều tối mới được về. Sáng giờ anh đang uống thuốc nam, đâu có thuốc gì nữa đâu uống thì thì không có tiền thì mình mua đỡ ba cái thuốc này nè. Cảm sốt thông thường liều vài ngàn vậy đó, thì cho ổng uống, ổng cận cử cơn sốt cũng lên thôi. Còn thổi mà nó có cử sốt cử ta? Có sốt hàng ngày, có khi hai ba cử rồi, có khi 12 giờ trưa, khi cái đổi là 12 giờ đêm. Tại cái chỗ ra ngoài lưng, chỗ có lưng chỗ ngoài. Thì ban đêm ảnh nặng gì nè, nó đau, mình đau ba cái xương này nè. Nó quấy rồi đâu, em thấy lấy mền, lấy này kia mình xếp rồi mình kê nữa cho ổng nằm mới được. Tại vì em nói cái gì cái chứ nghèo mình không sợ, mình sợ cái bệnh á. Bệnh, giàu cũng phải chịu thua nữa, nhiều người giàu bệnh mà giàu cũng thành nghèo luôn. Bệnh thì em nói ai cho em số tiền lớn thế này em cũng ham, em chỉ mong ổng được hết bệnh mình hồi phục y như hồi lần. Thì bây giờ gia đình giờ, bây giờ là chị làm gì rồi? Thì hồi ấy giờ em đâu có cơ sở gì đi bán cái số ế rồi. Em nghĩ đi cái chụp ổng bệnh với em đưa ổng đi xuống bệnh viện. Về về cái em đi loại ra đồng, nói chung là đi văn lứa, văn này văn kia. Mình giờ dạo này chị còn gặp chuột nữa không? Không, em bữa mấy thầy lên là em bán hết trơn rồi. Rồi thì nghe lời mấy em bán hết trơn rồi, bán cho người ta hết trơn rồi. Bởi vì mình thấy đi ban đêm ban hôm có mình nên mình ở ngoài đồng mà cũng hơi sợ sợ mà. Nói chung vì hoàn cảnh thôi. Thì nói chung là đi giờ không có cá ăn thì cũng được, đi mình lội đi ra ngoài kinh á, mình văng vài tay lưới, mình kiếm vài con cá mình ăn cũng được. Mà không thấy là ảnh bệnh gì rồi em không biết đi làm cái gì bây giờ. Rồi mình khổ khổ đi, mình cũng kiếm cách này cách khác đi, chứ mình đừng có đi bắt chuột cái người sát sanh này, nó có nghiệp nó đeo đu cho mình đó chị. Thì bởi vì em nghĩ nó nhiều đó đó mà em thấy bây giờ em chỉ thằng ra ổng khỏe lại là mới sống gia đình em mới đỡ vất vả thôi, chứ ảnh mà bệnh hoài vậy là. Vậy là hớp thuốc nam uống được mấy bữa à? Mới hớp bữa nay. Uống coi bây giờ anh có nguyện giá gì nè, thì em chỉ lời khuyên thôi ha. Thì tùy anh chị, anh nguyện giá là cho con Phật trời độ con hết bệnh, con ăn chay. Nhưng mà hứa đi, rồi nhiều khi mình nguyện giá ơn trên cho mình hết bệnh, hốt thuốc nam. Là mình hốt thuốc nam là của Phật. Nhiều khi mình nguyện giá vậy là trời Phật độ mình hết đó anh. Đó thì em chỉ để ý kiến thôi, còn anh chị thì tùy anh thôi. Mình cứ nguyện trong lòng vậy đó. Em cũng nguyện giá là nếu mà trời Phật có thương em đó thì cho ổng hết bệnh trở lại như bình thường đi rồi em sẽ ăn chay. Chứ anh ăn mặn, chứ anh chị ăn mặn nhưng mà nó đau đó, nó đau bệnh nằm chỗ là cũng đâu có được vui đâu, đúng không? Tại vì anh biết sao không? Có mấy vị á mà người ta bệnh ung thư thời kỳ cuối á, mà khi người ta bệnh quá cái người ta cũng như là hết có gì đó, cái người ta nguyện giấy giờ con mà hết bệnh này kia là con sẽ ăn chay luôn, cái ngày nào ta cũng niệm Phật, cái tự nhiên ta uống cái thuốc gì bình thường cũng vậy thôi. Mà tự nhiên ta nguyện giá gì cái nó hết. Rồi ta phát tâm ta ăn chay luôn. Chị biết không? Mình mà tránh cái nghiệp sát sanh đó là có thằng trời Phật, sư thằng người ta ủng hộ cho mình, người ta giúp đỡ cho mình có thể là hết bệnh. Còn mình sát sanh hoài, cái người chưa thần tiên, thật tiên thần thánh đâu có dám là gần mình đâu, tại mình là đang sát sanh.
ta không dám ra gần mình đi, ta không có phù hộ đâu cho mình nữa là gì đó. Rồi đây đó gì vậy là em nghĩ chính xác. Tại vì nhiều khi em mà bằng vô cái đường cùng mà em nằm ở người con gái này kia thì tự nhiên cái em có cái lối thoát ra ngoài. Em rất là tin, tại vì nhiều khi em buồn, em nói chung là mình sắp sửa vô đường cùng rồi mình cũng sẽ có lối thoát ra lại. Mình muốn cho Phật độ cho mình nhưng mà mình cứ đem cái máu thịt vô trong nhà mình hoài, thằng Khánh đâu có dám lo gần. Bởi vì em cầu nguyện ban đêm em nằm em lần sau tuổi em niệm Phật gọi là mong cho chồng em là khỏe mạnh lại như ngày xưa rồi em sẽ sống tốt hơn không. Mình chỉ nguyện giấy ăn chay bình thường thôi, mình ở nhà cũng được, không cần vô chùa hay gì hết. Cho em ăn tiền em cũng không có ham bằng cái chồng em khỏe mạnh lại đi làm mới là được lâu dài, mới nuôi vợ nuôi con được. Dạ. Chứ cũng giả tưởng như xã hội có giúp đi nữa thì cũng chỉ giúp được một vài lần thôi, chứ không ai người ta giúp cho mình suốt cuộc đời mình hoài. Dạ. Dạ em chỉ mong cho chồng em có sức khỏe lại như mình hiện nay. Em sẽ nguyện là em ăn chay hai ảnh. Dạ. Thôi bây giờ như vậy ha. Dạ. Thì trước thì đến thăm hỏi sức khỏe, rồi sau đó thì cũng có chị Thanh và chị Nga ở bên Úc. Yeah. Thì cũng có thương tình á, gửi tịnh tài cho anh với chị là 4 triệu để anh với chị lo cuộc sống rồi bệnh tình của mình nữa ha. Yeah. Lần 40. Dạ đây là chị Thanh với chị Nga ở bên Úc gửi hỗ trợ cho anh với chị là 4 triệu ha. Em cảm ơn chị Thanh và chị Nga bên Úc rất là nhiều giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn. Em rất là mong ơn hai chị rất là nhiều. Em chúc hai chị nhiều sức khỏe và mong lúc nào cũng luôn thành công trong sự nghiệp. Dạ. Rồi, Vi Na, có gì nói đi con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Em cũng xin thay mặt cho gia đình và mấy anh em xin cảm ơn chị Thanh và chị Nga ở bên Úc. Và xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi những công việc từ thiện của mấy anh em làm. Xin cầu chúc cho gia đình quý vị thân tâm thường an lạc, làm ăn luôn phát tài để có được nhiều tiền giúp đỡ cho những bà con nghèo bệnh tật như thế này, thì xin hồi hướng công đức lành này cho cụ quyền thất tổ chung và ba tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì sau đây thì Nét Đẹp An Giang cũng thay mặt hai cô đã hỗ trợ tình tài đến với gia đình của cô, thì không có lời nói nào hơn thì bố anh em xin cảm ơn các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ. Thì kính chúc hai cô được là nhiều sức khỏe ha. Thì thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi anh nói được không? Mình gửi vài lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ như em số tiền. Dạ rồi được rồi, anh kích động quá nên anh thấy. Dạ em thay mặt gia đình chị cảm ơn hai chị bên Úc đã hỗ trợ tình tài, tại vì hoàn cảnh của anh chị cũng rất là khó khăn nha chị. Thì em hy vọng cái clip của mấy em đăng lên thì có Mạnh Thường Quân trong ngoài nước, nếu mà có duyên thì hỗ trợ cho anh chị, tại vì anh là trụ cột trong gia đình, nhưng mà anh bệnh bây giờ là không có cái gì hết đấy quý vị. Thì nếu mà có anh chị nào mà có hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp bốn anh em, để bố anh em sẽ đem cái số tiền tài của anh chị gửi thì gửi cho anh chị để có thể cứu được cái tính mạng của anh, tại vì phổi bị hậu Covid cũng rất nguy hiểm vậy. Dạ em xin chân thành cảm ơn trước. À dạ thì cũng xin lỗi quý vị. Hồi nãy còn một chị, đó là chị Trang ở bên Pháp nữa,
có gửi anh chị 500 nữa, nhưng mà nãy em quên. Rồi dạ em xin trao thêm 50 Di Đà Phật. À dạ thì kính thưa quý vị, thì nãy còn chị Trang nữa mà lý do Dương cầm cũng quên á, chợt nhớ ra tí xíu nữa là quên rồi, nên bây giờ em xin trao gửi số tiền của chị Trang ở bên Pháp là 500 cho anh Lào với chị nữa. Chị dạ Lào thì cũng có nguyện giấy trong tâm với quý vị là nếu anh Lào cho dù bao nhiêu tiền thì chị cũng không có ham bằng cho anh lại cái sức khỏe để anh có lo cho vợ con. Thì đây là một tấm lòng của người vợ cũng rất là quý, thì bao nhiêu tiền cũng đổi bằng sức khỏe cũng không được quý vị ơi, quý vị cũng thấy rồi đó. Thì để kết thúc clip này thì Dương Cầm cũng xin thay mặt cho anh Lào với chị đây cảm ơn chị Trang ở bên Pháp và chị Thanh với chị Nga ở bên Úc đã hỗ trợ tình tài để gia đình anh lo lắng trong cuộc sống đau ốm bệnh tật như thế này. Nhà đây là nhà của ông ta đó, nhà thì ở bên kia mướn một tháng 600 mà không có gì chứ quý vị. Cho nên thì gia đình cuộc sống bệnh tật gì rất là khó khăn. Quý vị nào xem được clip này mà có thương tình ủng hộ nữa thì cứ liên hệ với Dương Cầm ha. Dương Cầm sẽ gửi đến đây và trao nữa. Tại vì căn bệnh này thì không thể nói là một lần với hai gì nữa. Ai có lòng thì cứ liên hệ. Rồi để kết thúc clip này thì Dương Cầm cũng không quên nguyện với mười phương chư Phật Hồng An Tam Bảo qua linh Phật Tổ Phật Thầy xin gia hộ độ cho gia đình các mạnh thường quân được trên thuận giới hòa, làm ăn phát tài phát lộc để có nhiều tình tài và giúp đỡ cho bà con mình nhiều hơn nữa. Một lần nữa thay mặt mấy anh em và gia đình cảm ơn mấy chị. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chúc anh chị cũng chúc anh sẽ sớm ngày bình phục ha. Dạ mô Phật. Tắt giùm anh luôn đi nè.